Ngọc Hân xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả có biết không, Ngọc Hân đang đứng đây là để nói xấu cậu hai trai quê Khu Hy Vũ. Rất là khó tánh, người gì mà kỳ cục lắm luôn á quý vị. Chụp có một tấm hình mà 10 kiểu, một có một kiểu thôi, chỉ có một kiểu, đứng có một kiểu thôi, nhưng mà tới 10 tấm cứ dạch qua dạch lại, hỏi tấm này được không, tấm kia được không, không được. Còn quay phim hỏi, bốc máy này mặt không, mặt này mập không, ai biểu ăn nhiều chi, ăn nhiều chi rồi cái mặt bự lên, rồi đạo diễn nói ăn cho cố vô cái mặt bự lên rồi quay hình cho mập. Đó chỉ có vậy thôi, mà quay từ sáng tới giờ có đúng có một phần đoạn, mà hỏi đúng có một câu, câu gì, cái mặt có mập không, rồi vậy thôi, nói xấu nhiều thôi ha, để thôi chúng chửi chứ, bye bye cả nhà. Khu Hy Vũ, Ngọc Hân, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay khởi máy quay cho đầu năm 2018 thì Vũ và Hân bấm máy cho một liên khúc đậm chất bolero. Có chủ đề là chiều cuối tuần. Vũ với Hân mong được sự yêu thương và đón nhận của quý vị dành cho Vũ với Hân để có thêm nhiều động lực, phấn đấu và cống hiến hết mình về cái niềm đam mê ca hát để vị yêu thương Vũ với Hân nhiều hơn. Không biết nói gì hơn thì Vũ với Hân mến chúc quý vị ai ai cũng mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc với tất cả. Và đặc biệt là nhớ đón nhận liên khúc sắp tới Bolero mà Ngọc Hân và Khu Hy Vũ sẽ được phát hành cho tất cả đại gia đình mình xem. Anh có muốn nói gì nữa không? Hết rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê. Dài vun cuộc tình thật đây, mơ tròn trên trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cần, hãy đem cho mỗi. Lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mỗi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mỗi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mỗi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mỗi người. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê.